Lời Chúa, ngày Chủ nhật thứ 20 thường niên, ngày 15 tháng 8, 2021. Mẹ đã lên trời, dây hoặc mẹ là một phương hào quang sáng ngời. Đón mẹ lên trời, là trời mừng chúng lên đông. Lời Chúa, ngày Chủ nhật thứ 20 thường niên, ngày 15 tháng 8, 2021. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày Chủ nhật thứ 20 thường niên, ngày 15 tháng 8, trùng với lễ Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời. Giáo hội cho phép cử hành trọng thể lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vào ngày hôm nay, Chủ nhật thứ 20 thường niên. Chúng tôi đang gửi đến anh chị em những video clip của ngày 13, 14 và ngày 15 tại giáo điểm Tin Mừng cách đây 2 năm, năm 2019. Trong 3 ngày mừng lễ Mẹ Về Trời, chúng tôi có những buổi cầu nguyện và có ngày thì tất cả anh chị em tắt hết điện, hết nến đi và bật điện thoại lên. Những cái đèn ở điện thoại di động được chiếu sáng lên giữa một vùng trời tối đen, cả 50.000 cánh tay giơ lên có cái điện thoại trong tay hát và cầu nguyện như là những lời kêu khẩn thiết lên Chúa, có lời truyền cầu của mẹ giữa bầu trời đêm tối ấy. Những ánh sáng của chiếc điện thoại bùng lên như là những tia hy vọng bùng lên trong đêm tối, tia sáng bùng lên giữa màn đêm. Rồi có ngày là những cái trong trống được màu sắc, được anh chị em cầm trên tay và quay tít, quay đều, rất đẹp. 50.000 cái trong trống, 5 sắc màu được anh chị em giơ lên như là hướng vọng về trời cao. Hôm trước là đêm tối, hôm sau là ban ngày, bừng sáng lên, tia trong những cái chòng chóng đủ màu sắc ấy quay tít như là những lời cầu được quấn hút lên trời cao. Và ước vọng của mỗi người là được vươn lên, chứ không sống lè tè thấp với mặt đất bởi những suy nghĩ thiển cận, bởi những tính toán hẹp hòi, bởi những mưu mô thâm độc. Và ngày thứ ba sau khi đã hết dụng cụ rồi thì chúng tôi sử dụng chính đôi tay của anh chị em. Thay vì chắp tay nguyện cầu, mình giơ tay nguyện cầu rồi làm đủ mọi hình thức bằng đôi tay ấy, chắp, vỗ, giơ kết hình này, hình nọ, hình kia, như là những khắc khoải trăn trở của con người tha thiết được về trời với mẹ. Nhưng muốn về trời thì phải trăn trở, phải phấn đấu, phải vượt qua tất cả những cám dỗ, những trở ngại để đáp tiếng xin vâng như mẹ. Cho nên những cánh tay khắc khoải, những bàn tay mũm mĩm có, chai lì có, những bàn tay của trẻ thơ có, những bàn tay đau khổ vì bệnh tật có, đủ mọi thứ, những cánh tay, những bàn tay, những ngón tay của con người như là những lời cầu khẩn thiết, chắp tay, giang tay, giơ tay lên với mẹ, nhờ mẹ đến với Chúa. Mời anh chị em hiệp thông với chúng tôi trong ngày hôm nay qua 3 video ngày 13, 14, 15 tháng 8 năm 2019 tại giáo điểm Tin Mừng, để rất hợp với hoàn cảnh ngày hôm nay, những lời cầu, lời khấn, lời nguyện của chúng ta vẫn tha thiết vang lên trong đêm tối của virus corona đang bao trùm. Trong ánh sáng của niềm hy vọng vẫn không bật dập tắt được,
trong niềm hân hoan phấn khởi vì những điều kỳ diệu Chúa đang thực hiện trong cuộc đời mỗi người bằng những màu sắc của trống trống và bằng những cái cánh tay kết hình dạng này hình dạng kia như là những nỗ lực của con người cộng tác với ơn Chúa để mình được thánh hóa và đem tin mừng ấy đến cho mọi người. Mời anh chị em cùng hiệp thông với chúng tôi trong 3 video 13, 14, 15 tháng 8, 2019. Những lúc đó đang là khó khăn mà chúng tôi vẫn cứ thực hiện như không có chuyện gì xảy ra. Vì thì sau đó, 3 ngày là ngày 18 tháng 8 là chúng tôi rời giáo điểm tin mừng về trung tâm mục vụ. Thực hiện đúng như là mẹ Maria luôn đáp tiếng xin vâng. Vâng lời bề trên, thoải mái nhẹ nhàng ra đi. Như mẹ Maria sẵn sàng đáp tiếng xin vâng, dù đau khổ, dù thử thách, dù gian truân, vẫn để cho ý Chúa thể hiện. Và chúng tôi càng ngày càng khám phá ra ý Chúa kỳ diệu lắm và thấy Chúa thương mình lắm, Chúa yêu mình lắm và Chúa chăm sóc cho mình lắm. Có lúc hiện tại mình không nhận ra, có thể mình hơi khó chịu vì không hợp với ý mình, nhưng mà dần dần mình sống tinh thần tín thác, sống tinh thần xin vâng như mẹ, thấy nó bình an. Bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu là bão tố, bao nhiêu là búa rìu đủ mọi thứ, nhưng mà vẫn lướt đi rất là nhẹ nhàng, êm ái. Và hôm nay cùng với anh chị em nói lên lời Hallelujah, tạ ơn Chúa. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày Chủ nhật thứ 20 thường niên 5B, bài đọc 1 trong sách Châm ngôn, chương 9 câu 1 đến câu 6. Bài trích sách Châm ngôn: Đức khôn ngoan đã xây cất nhà mình, dựng lên 7 cây cột, hạ thú vật, pha chế rượu, dọn bàn ăn và sai các nữ tỳ ra đi. Đức khôn ngoan còn lên các nơi cao trong thành phố và kêu gọi: Hỡi người ngây thơ hãy lại đây. Với người ngu si, Đức khôn ngoan bảo: Hãy đến mà ăn bánh của ta và uống rượu do ta pha chế. Đừng ngây thơ khởi dại nữa và các con sẽ được sống. Hãy bước đi trên con đường hiểu biết. Đó là lời Chúa. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa. Câu hát mừng người chẳng ngất trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa. Xin các bạn nghèo nghe nói mà vui lên. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. Dân thánh trong lòng kinh sợ Chúa. Ai kinh sợ người chẳng thiếu thốn chi. Kẻ giàu sang sẽ ra cùng khôn. Ai kiếm tìm người chẳng thiếu của bao giờ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. Hãy đến nghe nào dân của Chúa. Ta sẽ dạy đường sợ kính Chúa Trời. Ai là người thiết tha được sống. Bao ước nguyện được hạnh phúc đời an vui. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. Phải biết giữ miệng trong mọi lúc. Không nói bằng lời miệng lưỡi điều ngoan. Hay làm lành tránh mọi sự dữ. Ăn ở thuận hòa tìm kiếm bình an luôn. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. Mời anh chị em mở thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 5 câu 15 đến câu 20.
Bài đọc 2 Ê-phê-sô chương 5 câu 15 đến câu 20. Bài trích thư của Thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình. Đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối. Vì thế, anh em đừng hóa ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa. Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới trụy lạc, nhưng hãy thấm nhuần thần khí. Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát, chúc tụng Chúa. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 6 câu 51 đến 58. Gioan 6 51 đến 58. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông sẽ không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, trong niềm hân hoan mừng lễ Mẹ về trời, chúng ta cùng chia sẻ với nhau lời Chúa của ngày Chủ nhật thứ 20 thường niên năm B. Và trong đây, bài đọc một sách châm ngôn nói đến sự khôn ngoan. Đức khôn ngoan lên nơi cao trong thành phố và kêu gọi: Hỡi người ngây thơ, hãy lại đây. Với người ngu dại, Đức khôn ngoan bảo: Hãy đến mà ăn bánh của ta và uống rượu do ta pha chế. Đừng ngây thơ khờ dại nữa, và các con sẽ được sống. Hãy bước đi trên con đường hiểu biết. Hãy đến mà ăn bánh của ta và uống rượu do ta pha chế. Đừng ngây thơ khờ dại nữa, và các con sẽ được sống. Hãy bước đi trên con đường hiểu biết. Thưa anh chị em và các bạn, bước đi trên con đường hiểu biết. Con đường hiểu biết này là con đường mà Chúa nói: Lạy Cha là Chúa cả trời đất, con ngợi khen Cha vì Cha đã không mặc khải những điều bí nhiệm cho những kẻ hiền triết, những người khôn ngoan, mà mặc khải cho những người bé mọn. Những người bé mọn đây là những người: Hỡi người ngây thơ, hãy lại đây. Đức khôn ngoan nói: Hỡi người ngây thơ.
ngây thơ mở lòng ra để Chúa mặc khải, Chúa dạy dỗ, Chúa cho mình hiểu biết. Những cái hiểu biết mà không lý luận bằng kiểu thế gian được. Hiểu biết của thế gian như là những người Do Thái tranh luận sôi nổi với nhau, làm sao mà ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được. Thế gian nhìn Chúa Giêsu chỉ là một con người. Một con người thì làm sao mà lấy thịt mình mà cho người ta ăn được. Đúng như thế. Họ dừng lại ở khía cạnh đó. Sự khôn ngoan dừng lại ở khía cạnh hiểu biết của thế gian, của con người. Mà không thể nào hiểu biết được là tại sao một Thiên Chúa mà lại làm người. Nếu họ chấp nhận Đức Giêsu là Thiên Chúa làm người, thì họ mới chấp nhận được câu thịt ta là của ăn, máu ta là của uống. Ai ăn bánh này mới được sống muôn đời. Và bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Ai ăn bánh này được sống muôn đời. Chúa Giêsu nói ăn bánh là chính thịt máu Chúa, là bánh hàng sống, để sống muôn đời chứ không phải để sống ở đời này. Không phải ai ăn bánh này sẽ sống đời này. Đời này chúng ta trong thân xác con người cần phải có những lương thực là bánh, là cơm, là gạo. Đúng như thế. Và bánh ấy là bánh để sống đời này. Còn bánh hàng sống mà Chúa ban chính là thịt máu Chúa, là để cho chúng ta sống đời đời. Có nghĩa là không phải chết, không phải trầm luân trong hỏa ngục. Nếu mình đón rước Chúa, mình ở trong Chúa và Chúa ở trong mình. Cái sự khôn ngoan là nhận biết được rằng là chính Thiên Chúa làm người nơi Đức Giêsu. Và trong bí tích thánh thể, khi mà tôi rước thánh thể của Chúa, thì tôi rước đến chính thịt máu Chúa hiện diện qua hình bánh và hình rượu. Trí khôn ngoan của con người không hiểu biết được. Cho nên là các con đi trên con đường hiểu biết, đừng ngây thơ khởi dại nữa. Ngây thơ khởi dại có nghĩa là cứ lấy đầu óc của con người, lý luận của con người mà suy luận hiểu biết về đường lối của Chúa, về cách thức của Chúa thì không thể nào hiểu biết được đâu. Và Phao-lô cũng nói rằng là anh em đừng sống như những kẻ khởi dại, nhưng mà hãy sống như những người khôn ngoan. Đừng sống như những người khởi dại, nhưng mà hãy sống như những người khôn ngoan. Những người khôn ngoan đây là những người sống theo thánh ý của Chúa, nhận biết thánh ý của Chúa, biết tận dụng thời buổi hiện tại. Đừng hóa ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa. Đấy, khôn ngoan là chỗ tìm hiểu đâu là ý Chúa. Ngu xuẩn là cứ sống theo kiểu thế gian, theo kiểu tự nhiên, là say sưa rượu chè. Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới trụy lạc. Nhưng hãy thấm nhuần thần khí. Cho nên khi mình đón rước lấy Chúa, Chúa ở trong mình. Chúa ở trong mình có nghĩa là để cho ý của Chúa thể hiện trong cuộc đời của mình. Như Phao-lô nói, biết tìm hiểu đâu là ý Chúa. Như sách Châm Ngôn nói là đi trên con đường hiểu biết thì được sống. Sống đây là cuộc sống đời sau, chứ không phải cuộc sống mãi đời này. Trong 31 ngày qua, hơn 30 ngày, chúng anh em thiện nguyện tín thác chúng tôi đã đi đến thăm, đi viếng thánh thể như là mẹ Teresa hay Calcutta nói với các nữ tu của mình. Trước khi một ngày đi làm việc bác ái thì mẹ nói đi vào viếng Chúa cầu nguyện, sau đó thì đi đến gặp các con người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, những con người bị xã hội bỏ quên hoặc ruồng rẫy, những con người hấp hối mà không có một người thân bên cạnh, chết bờ, chết bụi, những con người mà cả cuộc đời chưa hề cảm nghiệm thấy được yêu thương là gì. Các con hãy đi đến viếng thăm, chăm sóc những con người ấy. Mà khi nào chúng con nhận ra rằng là mình đang là chăm sóc, đang là kính viếng Chúa Giêsu Thánh Thể, nhận ra rằng những con người, những cái thân hình tiều tụy, đau khổ, ghẻ lở, phong cùi, HIV hoặc là virus corona đấy,
Nhưng con người đấy là chính thánh thể. Thì lúc đó con quay trở về và hãy đi tu. Mẹ thử, cho một phép thử những người muốn đi vào dòng của mẹ, dòng nữ tử bác ái Chúa Giêsu, phải nhận ra được điều đó thì mới có khả năng nhập dòng được. Vì nếu mình không nhận ra rằng hình hài đấy, con người ấy, thân xác ấy, những mảnh đời nát vụn ấy là hình ảnh, là chính Chúa Giêsu, thì mình sẽ không đủ sức mà phục vụ được. Sợ lắm. Và đây là kinh nghiệm mà các tu sĩ đang phục vụ trong các bệnh viện dã chiến, nơi mà những bệnh nhân bị nhiễm virus corona đang nằm. Một là để được phục hồi sức khỏe trở về, hai là ra đi vĩnh viễn. Giữa một bầu khí nặng nề, gọi là nặng mùi tử khí ấy, những tu sĩ mà không nhận ra rằng tôi đang phục vụ Chúa Giêsu thánh thể đây thì không đủ sức mà làm công việc đó. Và nhờ vậy người ta mới nhận ra rằng những chúng ta đích thực ngày hôm nay nơi hình ảnh các tu sĩ nam nữ dấn thân phục vụ các bệnh nhân nhiễm virus corona không màng gì đến mạng sống của mình, vì nguy cơ lây nhiễm rất gần, và đã lây nhiễm rồi thì cũng có khả năng ra đi cũng rất gần, ra đi vĩnh viễn. Thì cuộc sống này phải mất thôi. Nhưng mà những người ấy, những anh chị em nhận ra rằng Chúa Giêsu thánh thể nơi những con người ấy thì có sự sống đời đời. Dù họ có phải ra đi vì lây nhiễm virus corona thì họ đã đặt một bước chân vào thiên đàng, bước chân vào cuộc sống đời đời. Vì họ nhận ra rằng Chúa Giêsu thánh thể đấy, ai ăn thịt tôi và uống máu tôi rước lấy Chúa Giêsu thánh thể, nhưng mà tôi có dám rước lấy, đụng chạm lấy, phục vụ lấy Chúa Giêsu thánh thể nơi những hình hài này hay không? Lên rước Chúa Giêsu thánh thể thì quá dễ rồi. Nhận một tấm bánh, mình thấy Chúa Giêsu, amen, rước lấy, trân trọng. Tốt quá rồi, Chúa sống trong tôi và tôi sống trong Chúa, tốt quá rồi. Nhưng chỉ dừng lại ở trong thánh đường thôi. Khóa nhà tạm lại, bỏ mình thánh trong đó, nhốt Chúa trong đó ư? Ra khỏi nhà thờ, khóa thêm cửa nhà thờ nữa, cũng hai lần khóa, Chúa chạy đâu cho thoát, Chúa ở trong đó. Còn tôi đi ra về, tôi sống cuộc sống của tôi. Tôi sống cuộc sống của riêng tôi theo ý của tôi. Tôi ở trong nhà thờ thì tôi và Chúa nên một. Và tôi nghe lời của Chúa rất hay, rất đúng. Các cha giảng chi lý, chi tình không chạy vào đâu được. Nhưng rồi cũng chỉ dừng lại ở bên trong nhà thờ mà thôi. Mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng phải mở tung cái cửa ra mà đi ra vùng ngoại biên. Đến với những anh chị em của mình, đến với những người ngoại, đến với những người đau khổ, và bây giờ là đến với những người nhiễm virus corona. Mình em thiện nguyện tin thác trong suốt một tháng vừa qua, cứ lặng lẽ, ngày nào cũng ra đi. Và dĩ nhiên cũng có nguy cơ là mình có thể lây nhiễm chứ. Dù rằng mình chích, dù rằng mình có bảo hộ lao động, nhưng mà chỉ cần một phút sơ sẩy thôi. Đến thăm một người họ đang khỏe mạnh, làm sao biết họ lây nhiễm? Trao cho cái máy và một vài câu đổi trao đổi là có thể bị lây nhiễm rồi, cũng có thể. Nhưng mà anh em vẫn cứ đi, và đi vào những cái ngóc ngách sâu nhất. Họ ngồi, họ nằm ở đó cả gần tháng nay. Lâu lâu có người cho tôi quả chanh, có người cho cây rau. Chúng tôi đang cần gạo để mà ăn, đói quá rồi mấy chú ơi. Cảm ơn Chúa cho chúng tôi có gạo để đưa đến cho họ. Họ mừng lắm, họ mừng lắm. Và tặng thêm cái máy. Dù họ là người không có đạo, chúng tôi biết lòng thương xót Chúa mà. Hồi xưa tụi tôi đi mà cho cái máy nghe đi, mừng lắm. Mà có người công giáo ngay bên cạnh, mà ủa vậy hả? Vậy mà con là công giáo mà con không biết đấy. Thì đến tận nơi mà trao cho họ, dĩ nhiên mình phải giữ khoảng cách an toàn, mà thấy được rằng là nếu mình không đến thì Chúa Giêsu thánh thể vẫn còn cứ phải nằm ở trong cái góc đó mà không ai đến kính viếng. Có khi mình đến trước thánh thể trong nhà tạm, mình chào Chúa bảo ta không có ở đây.
ta đang ở bệnh viện dã chiến mà. Ta không có ở chỗ an toàn này. Ta đây đang ở cái chỗ không an toàn, ở mấy cái khu bị cách ly, bị phong tỏa đấy. Đến đó đi. Tôi vẫn nói với anh em như vậy. Vẫn nói với anh em như thế, cứ mạnh dạn ra đi. Và mỗi ngày Chúa lại ban cho có những người mở lòng ra, âm thầm lặng lẽ chia sẻ. Chẳng cần phải nêu tên, nêu tuổi, chẳng cần phải bằng ân nhân, chẳng cần phải mang tên, danh, nhà tài trợ cái này gì cả. Cứ âm thầm lặng lẽ. Mà có những người gọi điện thoại nói chúng con muốn giúp, muốn chia sẻ, bây giờ bằng cách nào đây? Khó lắm. Khó lắm. Nhưng mà Chúa lại có cách của Chúa. Chúa có cách của Chúa. Nếu mình thành tâm thiện chí thì thế nào cũng có cách để trao gửi được đến tận tay những Giê-xu Thánh Thể đang nằm trong các nhà trọ, đang nằm trong gầm cầu, đang nằm ở lề đường, đang nằm trong bệnh viện dã chiến. Và mẹ Maria đon đả đi thăm bà Elizabeth. Vì mẹ chỉ nghĩ đến một chuyện là bà ấy đang cần sự giúp đỡ của mình trong lúc mà lớn tuổi mà lại mang thai. Đi đường bao nhiêu cây số, vượt bao nhiêu là những khó khăn. Mẹ chỉ nghĩ một điều là đến để mà giúp, để mà hiện diện với người chị họ của mình. Và nơi mẹ có Chúa Giê-xu Thánh Thể. Vì mẹ chính là nhà tạm lưu động. Mẹ cứu mang Chúa Giê-xu ở trong mình. Thì chính mẹ là nhà tạm. Mà mẹ không ở trong nhà để an toàn. Mẹ dám băng rừng vượt suối để đến với chị họ của mình. Mẹ là nhà tạm lưu động. Nhà tạm lưu động. Mỗi một người chúng ta đều là những nhà tạm lưu động khi mình rước lấy Chúa Giê-xu Thánh Thể rồi. Ra khỏi nhà thờ, mình có để cho Chúa đi với mình hay không, hay là lại nhốt Chúa ở trong nhà? Tại vì nếu mà Chúa đi với mình, có lý nào mình có thể vui chơi hưởng thụ được trong lúc mà những người khác đang đau khổ? Có thể đi chơi gôn được hay không, trong khi bao nhiêu người khốn khổ? Có thể là rủ nhau vào trong rừng mà 21 bạn trẻ ăn nhậu với nhau, để đó là vào khu an toàn, trong khi biết bao nhiêu người trẻ khác đang không có công ăn việc làm, cho nên là họ đau là cái chỗ là họ có sức mà họ không có gì để làm, không được phép làm cái gì cả, cứ ngồi chờ như thế. Cũng tội lắm, nhìn những bạn trẻ khỏe mạnh sáng sủa, nhưng mà cứ hốc hác, cứ đờ cả người ra. Vì một tháng không được đi làm, không làm được cái gì. Cứ quanh quanh quẩn quẩn. Nhà thì có mấy mét vuông, nhà trọ mấy mét vuông. Những bạn trẻ trở thành những cái, giống như là cái xác không hồn vậy. Tội lắm thưa anh chị em. Đó, thì mình có dám đến với những con người đó hay không? Những bạn trẻ mà ăn chơi, rồi còn rủ nhau đi vào nhà trọ, rồi mà làm tiệc sinh nhật, mình mua heroin về mà chích với nhau nữa, còn có nghĩa gì nữa hay không? Có còn là người nữa hay không? Rồi những người nhà mà họ tạm trú, những người di dân, họ trở về quê của họ, đèo nhau trên chiếc xe hai bánh, bầu đoàn thê tử lôi thôi lếch thếch đi như vậy. Có người thì dừng lại để phát cho họ 500.000. Một người phụ nữ đi cái dép nhựa nói rằng cả đời tôi vất vả rồi, tôi biết cái khổ, cái nghèo nó như thế nào. Bây giờ Chúa cho làm ăn được chút xíu thôi, chúc đi về bình an. Mà không phải là nói bình an giống như Giacôbê bảo rằng là anh chúc người ta đi bình an mà chẳng cho người ta cái gì thì làm sao mà đi bình an được. Đây, cầm đỡ lấy một tờ giấy 500.000. Rồi cặp vợ chồng khác thì bán cái nhẫn cưới đi để mà đổ cho mỗi người một lít xăng. Này, cầm lấy bình xăng này đổ. Vì có nhiều người ác đến mức độ là tăng cái giá xăng lên bán gấp đôi, gấp ba. Rồi có những người ác đến mức độ mà rải đinh ở đường để cho cái xe Honda đó nó bị cắn đinh, rồi phải đi vào chỗ mình mà vá. Nhẫn tâm quá thưa anh chị em. Rồi ngay cả khi người ta đã chết rồi cũng còn kinh doanh trên xác chết, là cò ở những cái khu hỏa táng. Đưa tiền thì cho vào hỏa táng sớm, mà không đưa tiền thì cứ đứng xếp hàng đó. Thưa anh chị em, vẫn cứ có những bóng tối và ánh sáng, vẫn có những mảng tối. Mà nếu mình cứ dừng lại ở mảng tối ấy, cứ đưa những cái mảng tối ấy lên trên mạng, rồi làm cho người ta thấy u ám, tiêu cực quá. Hãy là một cái ngọn đèn, một ngọn nến, hay là một cái điện thoại di động mà bật sáng lên như hình ảnh mà anh chị em coi. Chúng tôi làm cái gì cũng mang ý nghĩa biểu tượng,
mà họ thấy xúc động vì cái tính biểu tượng ấy. Trong cái đêm tối này, bật lên, mỗi người mình phải bật cái điện, từ cái điện thoại của mình lên. Và nhiều cái đó thành một vùng sáng. Thì mình không đưa những cái điểm hay, điểm tốt đó lên, để cho phá tan cái bóng tối này đi. Để cho những người mà làm điều xấu thấy giật mình chứ, cũng phải có lương tâm chứ, để mà thấy rằng, ồ biết bao nhiêu cái tốt như thế này, tại sao tôi lại làm điều xấu như thế này. Còn nếu mà mình cứ đưa những cái xấu lên thì người khác sẽ thấy người khác làm xấu vậy thì tôi cũng, ai làm sao tôi làm vậy, ai làm bậy tôi làm theo à. Thưa anh chị em, mẹ Maria là người luôn luôn là thấy được rằng Chúa ban cho tôi biết bao nhiêu hồng ân. Mẹ hát lời kinh Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Chúa vì đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh người là thánh, phận nữ từ hèn mọi người đoái thương nhìn tới. Từ nay muôn đời sẽ khen tôi diễm phúc vì đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều kỳ diệu. Tôi là người có phúc không phải vì tôi hay, tôi tốt, tôi đạo đức, mà vì Chúa đã làm cho tôi biết bao điều kỳ diệu. Vậy thì ngày hôm nay, anh chị em mình hãy ngồi nhìn lại, trở thành con người khôn ngoan, để nhìn lại rằng Chúa đang làm cho tôi biết bao điều kỳ diệu. Chúa đang làm cho thế này biết bao điều kỳ diệu. Như là Thánh Phaolô nói rằng là hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Đối đáp bằng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Chứ đừng có đốt chát với nhau, đối qua đối lại, tranh hơn tranh thua, đấu khẩu với nhau để làm cái gì. Người này nói câu người kia nói lại, nói tới nói lui để làm cái gì. Rồi đưa nhau lên mạng rồi mà rêu rao bêu xấu nhau để làm cái gì. Thôi thưa anh chị em, hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Chúa Thánh Thần linh hứng, chứ không phải do ma quỷ xúi dục. Mình để cho ma quỷ xúi dục cho nên mình đốt chát, mình đối với nhau gọi là đến nơi đến chốn. Không có chịu thua, không có chịu thua. Người ta nói một, mình nói hai. Chúa nói dư má tắt má phải, dư má trái. Người ta tắt má phải, mình chơi lại luôn hai má cho nó vêu mỏ lên. Đó thì thưa anh chị em, hãy đối đáp bằng những bài thánh vịnh, thánh thi, thánh ca do Thánh Thần linh hứng. Còn người ta có muốn chọc mình, người ta có muốn chơi mình, thôi bỏ qua đi. Cứ lờ đi, cứ phớt lờ đi, đừng có bận tâm gì cái chuyện đó. Người ta cứ muốn chơi mình, thôi kệ người ta đi. Ta muốn làm gì kệ người ta đi. Mình chỉ biết rằng là hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Chứ không phải chỉ ca hát chúc tụng bằng môi bằng miệng. Chứ không phải chỉ ca hát chúc tụng để mà show, để mà trình diễn. Không. Mà đem cả tâm hồn ca hát chúc tụng Chúa. Cái này nữa. Nhớ điều này. Nhớ kỹ điều này. Nhất là trong lúc này. Những lúc này, hãy biết tận dụng thời buổi hiện tại vì chúng ta đang sống những ngày đen tối. Phaolô bảo anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của anh em. Xem xét lại coi cách ăn nết ở của mình như thế nào. Đừng sống như kẻ khờ dại, hay nhưng hãy sống như người khôn ngoan. Người khôn ngoan là người biết tận dụng thời buổi hiện tại vì chúng ta đang sống những ngày đen tối. Đang sống những ngày bị cách ly đây, bị lockdown đây, bị phong tỏa đây, bị giới nghiêm đây. Những ngày mà chỉ nghe tiếng xe cứu thương thôi. Đang ngày đen tối này thì hãy biết tận dụng cái này, tận dụng thời buổi này. Tận dụng thời buổi này để nhận ra đâu là ý của Chúa. Chứ đừng có ngu xuẩn ngồi đó mà kêu ca càm ràm trách móc. Rồi đi trục lợi trên cái đau khổ của người khác. Trục lợi trên cả xác người nữa. Bất là ngu xuẩn. Người khôn ngoan là người trong cái hoàn cảnh này thì mình chúc tụng ngợi khen Chúa, nhận ra thánh ý Chúa trong hoàn cảnh này muốn mình cái gì đây. Anh em thiện nguyện tín thác, những người tông đồ lòng thương cho Chúa, hãy nhận ra Chúa muốn anh chị em mình làm cái gì đây, lúc này đây, là phải chứng tỏ rằng lòng tín thác của mình tuyệt đối vào Thiên Chúa. Đừng có vừa mấy cái gì là rối lên là sợ là hoảng. Mới tiếp xúc với người bị tí là mình hoảng, mình lo. Cho nên tôi vẫn nói rằng là virus corona nó chỉ tấn công và nó làm hại những người mà yếu đức tin, hoảng sợ,
cuống cả lên, hồi hộp rồi lo lắng hoảng sợ. Có những anh chị em ở bên nước ngoài gọi điện thoại, cha ơi, con mới tiếp xúc với người, nói chuyện với họ xong bây giờ mới phát hiện ra là họ cũng bị nhiễm, bây giờ con sao cha? Ồ, thì họ bị nhiễm chứ mình đã bị nhiễm đâu, mình sợ. Cầu nguyện đi, vì con sợ con không cầu nguyện được. Vậy thì tin tác như thế nào? Mọi ngày con vẫn nghe cha giảng, còn tới bây giờ thì lại không nghe giảng được nữa hay sao? Tất cả những cái gì mình nghe giảng đó là mình tích trữ năng lượng để khi cần là mình xách cái vũ khí đó ra mà chiến đấu. Ta không có sợ. Cho nên chúng ta không chết vì Covid mà chết vì cô đơn, vì cô liêu, vì cô quạnh. Mình hoảng sợ quá, cảm thấy mình cô đơn, cảm thấy hoảng sợ quá vì thấy mình cô liêu, cô quạnh. Rồi nhìn xung quanh toàn thấy cô hồn không hà. Covid nó chưa tấn công thì mình đã chết trước khi Covid tấn công bằng cái cô đơn, bằng cái cô liêu, bằng cái cô quạnh, bằng cái cô hồn rồi. Mà nếu để cả hai cái nó tấn công thì xong kiếm hợp bích thì mình tiêu sớm thôi. Cho nên những lúc như vậy là lúc mình hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Phaolô nói rằng trong mọi hoàn cảnh và trong mọi sự hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. Tôi nói lại lời Chúa, trong mọi hoàn cảnh và mọi sự hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. Đó, sống cái đó đi. Sống cái đó là đang sống thánh thể đấy. Sống cái đó là mình đang để cho Chúa sống trong mình. Mà Chúa Giêsu nói rằng là ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Lúc này là lúc mình chứng tỏ mình Chúa đang ở trong mình và mình đang ở trong Chúa đây. Trong hoàn cảnh tối đen thì hãy tận dụng thời buổi hiện tại vì đang sống những ngày đen tối như vậy. Mà trong những ngày đen tối này thì trong mọi hoàn cảnh và mọi sự hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. Anh chị em nghe lời Chúa ngày hôm nay thấy vui không? Thấy một ngày lễ mà mẹ lên trời mình thấy mình như là đang cũng được là đưa lên trời với mẹ vậy. Lên vượt lên trên khỏi những cái tầm thường, cái nhỏ nhặt của cuộc sống đi. Những cái tính toán, những cái mưu mô đi. Những cái nhỏ mọn, ghen tị, ganh tức, rồi thì chơi nhau, rồi thì hận thằng nhau, rồi thì giận nhau, rồi thì ghét nhau, rồi nỡ ảnh nói xấu nhau. Bỏ chẳng cần. Đó là những cái đêm tối của thế gian. Đừng có ngu xuẩn mà sống như cái đó. Đừng sống như kẻ khờ dại, mãi sống như người khôn ngoan để nhận biết thánh ý của Chúa, để dâng lời tạ ơn Chúa. Chứ còn không có để nó quấn mình vào trong cái luồng dư luận, quấn mình vào trong những cái thói đời khen chê, rồi được thua, rồi được mất. Ô, mệt kệ, không cần bận tâm gì cả. Ai nói gì nói, ai chấp gì chấp, tôi không quan tâm, không bận tâm. Đấy, mình đang sống ở giữa thế gian này mà như không thuộc về thế gian. Thì lúc đó mình mới có hy vọng rằng là được về trời với mẹ chứ. Muốn về trời mà cứ để thế gian nó quấn mình vào. Muốn về trời mà không coi lại cách ăn hết ở của mình coi. Cứ sống như kẻ khờ dại. Tức là như sống theo kẻ kiểu thế gian. Mà không sống như người khôn ngoan, tức là những người thuộc về nước trời. Những người thuộc về lòng Chúa thương xót, xử sự theo cách thức của con cái lòng thương xót Chúa, thể hiện lòng thương xót. Ai muốn xử gì thì xử, ai muốn nói gì thì nói, em muốn chơi gì chơi, tôi chỉ có lòng thương xót. Và đúng, cái gì mất mình mới tiếc. Ngày thường đi lễ rước lễ có ai quan tâm bận tâm gì đâu. Ngày Chủ nhật đi lễ, rước lễ cũng bận tâm gì đâu. Bây giờ thì nhiều người mới thấy con khao khát được rước Chúa. Khao khát được tham dự bàn tiệc lời Chúa. Chính vì thế mà chúng tôi mới gửi đến cho những người bệnh cái máy là lòng thương xót Chúa với bệnh nhân. Mấy sư đang phục vụ trong những bệnh viện gia chiến mừng lắm. Bởi chúng con không biết giúp họ bằng cách nào. Thấy họ nằm, họ thoi thóp. Không biết sống chết ra sao, thấy thương quá. Không thể nói được, không thể lại gần được vì không được phép. Mà có được phép thì cũng chẳng biết nói gì trong lúc này. Được cái máy đó đặt vào tai họ cho họ nghe.
một cái nguồn an ủi vô cùng, bằng tiệc lời Chúa đấy. Và cho rước thánh thể một cách thiêng liêng, vì trong cái máy đó chúng tôi có kinh nguyện rước lễ thiêng liêng, có lời Chúa, có lòng lần chuỗi lòng thương xót, lần chuỗi mân côi, có kinh phó linh hồn, kinh phó thác, rồi những lời cầu nguyện xin ơn chữa lành, và có kinh rước lễ thiêng liêng để cho họ được rước lễ thiêng liêng. Và nhiều người bây giờ nói còn cảm ơn Chúa, cảm ơn Cha, vì sau mỗi bài chia sẻ lời Chúa có phần rước lễ thiêng liêng, kinh rước lễ thiêng liêng, để chúng con cảm nhận được rằng là lòng con khao khát để Chúa sống trong con và con sống trong Chúa. Chính lúc này đây đang rất cần để Chúa sống trong con, để con không còn lo sợ, hoảng sợ nữa. Lúc này con đang sống trong Chúa để con thấy được sự bình an, và con mạnh dạn ra đi. Có nhiều người hỏi vậy thì bạn thiên nguyện mùa này có đi không? Bảo mùa này chúng tôi đáng lý một tháng đi 2 lần. Bây giờ một tháng đi 30 lần, anh chị em nghĩ sao? Một tháng ngày xưa 2 lần, tối đa là 3 lần. Còn bây giờ là tháng vừa rồi là đúng 30 lần. Tháng 31 thì cũng 31 lần. Đến với những mảnh đời đó, vì chúng tôi xác tín rằng đó là Giê-xu Thánh Thể mà Chúa mời chúng tôi đến kính viếng Ngài, đến thăm Ngài. Những mảnh đời bất hạnh đấy, dù là họ có đạo hay không có đạo, dù là họ thuộc tôn giáo nào hoặc thuộc chính kiến nào, không cần biết, họ là con người Chúa dựng nên, thì Chúa cứu hết tất cả mọi người. Chúa không muốn loại bỏ một ai, chỉ trừ những người nào mà cương quyết chối từ. Chúa nói Faustina, kẻ nào mà không muốn được cứu, kẻ nào muốn trầm luân thì mới bị trầm luân mà thôi. Còn Chúa luôn luôn đi tìm mọi cách, và chúng tôi lặn lội vào những cái hốc hẻm đó và gặp những mảnh đời bất hạnh đó, trao cho họ những món quà là lương thực đời này và máy lòng thương xót Chúa, bệnh nhân bài giảng lòng thương xót Chúa, để cho họ có được lương thực phần hồn, để họ được rước lấy Chúa một cách thiêng liêng, để họ được Chúa ở trong họ và họ được ở trong Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta trong ngày mừng lễ mẹ hồn xác lên trời chịu khó coi lại cách ăn nết ở của mình. Đừng sống như người khởi dại, cứ bám chặt lấy thế gian này, tiền của, danh vọng, tiền tài, chức tước, địa vị, rồi cứ để thế gian nó cuốn mình vào trong những luồng dư luận, trong những mạng xã hội, trong những phương tiện truyền thông, mà không ngóc đầu lên được. Nó cuốn hút mình vào trong đó. Xin cho mình sống như con cái của Chúa, con cái của lòng thương xót Chúa, được Thánh Thần hướng dẫn, trở thành người khôn ngoan, nhận ra thánh ý của Chúa, tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, và dấn thân phục vụ Chúa, kính viếng Chúa Giê-xu Thánh Thể nơi những mảnh đời bất hạnh đang sống chung quanh ta. Anh chị em thinh lặng dâng lên Chúa những ước nguyện, những lời cầu, lời khấn của mình, và hiệp lời cầu khấn cho những người xin chúng ta khấn nguyện ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới, cho họ được ơn bình an, ơn chữa lành hồn xác, ơn hoán cải và những ơn như lòng mong ước. Ta cùng rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giê-xu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nặm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em luôn được bình an. Trời
Giây phút mẹ là một vầng hào quang sáng ngời. Đón mẹ lên trời là trời mừng chúng lên cùng vui. Nơi dương gian đoàn con hân hoan ca mừng. Chúc chúng mẹ hiền vui. Hai ngôi sao kết thành triều thiên trời lối. Vây vây hân diệu mẹ. Vô số